Cái đó là tôi hồi nhỏ tôi khó nuôi, tí má tôi đặt tôi tên địch. Còn nó là có một mình. Chào anh. Dạ. Khó nuôi đặt tôi địch. Bậm môi bậm ma mốt bậm môi má không nói chuyện gì rồi. Bậm ma bậm môi tính nó bậm ma bậm môi. Chưa bây giờ làm lại bây giờ nè. Giờ con bé kia không vô sao diễn nè. Anh ấy đi ngang một cái đám ma. Đám ma gì? Đám ma bình thường có gì đâu. Đám ma là có ma đó. Anh ấy đứng trước cửa đám ma. Hả? À lộ. Dạ dạ rồi. Chuyện đó bây giờ nó sẽ đi làm chuyện khác được ta nữa. Chợ quánh. Sao tự nhiên cười vậy? Sao đây nó bị xì? Chó, chó nó bắt cười. Câu gì quên câu đầu tiên. Tháng này dân số tuột quá. Nói bộ người không lãnh lương nha. Ký tên chủ tịch. Người gọi chủ tịch. Dạ. Ủa tôi kể chuyện thiệt mà, đâu phải kể chuyện ma đâu mà xỉu hết vậy. Ok. Oh yeah. Người gọi chủ tịch. Ủa tôi kể chuyện thiệt chứ không phải chuyện ma đâu mà xỉu hết vậy. Được, lại nha. Nghĩ nha rồi. Từ chỗ làm chai đưa cái mặt cho nha.